Thưa quý vị, chanh tứ quý hay còn gọi là chanh bốn mùa được đưa vào trồng ở nhiều địa phương tỉnh Tuyên Quang. Có những thời điểm thì giá loại chanh tươi này lên cao kỷ lục đến 20 đến 25 nghìn đồng 1 kg, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho người dân nơi đây. Và khi giá nông sản lên cao thì đã kéo theo cơn sốt trồng chanh khắp địa phương ở tỉnh Tuyên Quang. Thậm chí người nông dân không ngần ngại phá bỏ cây trồng khác hay đưa xuống đất lúa để trồng chanh với hy vọng cho kinh tế cao, khiến diện tích trồng đã tăng nóng. Và hệ quả là phá vỡ quy hoạch về cây trồng của địa phương. Còn thị trường thì đã vỡ như bong bóng khi giá chanh liên tục xuống giá. Vùng đất Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang, nơi được biết đến nông sản nổi tiếng như cam từ nhiều năm nay. Thế nhưng chỉ sau một năm, không ít diện tích đã được người dân chuyển sang trồng chanh tứ quý. Nhưng chỉ sau một năm, giá của loại nông sản này lại giảm sâu. Thị trường thì so với năm ngoái thì nó giá cả thì nó được giá hơn. So với năm nay thì giá cả thì nó bấp bênh lắm. Thì giá cả thì chắc là cũng nhiều quá thì chắc tiêu thụ được không kịp được. Vì mình đã theo đuổi rồi thì chả nhẽ bây giờ lại chặt đi à? Dễ hiểu vì sao giá chanh tứ quý lại giảm mạnh đến vậy. Khắp nơi đâu cũng trồng chanh. Ngay cả những chân ruộng trũng vốn không thích hợp trồng cây ăn quả, thì nhiều hộ dân cũng đã cải tạo để trồng chanh. Sự ồ ạt này không chỉ khiến giá chanh xuống dốc, mà cây trồng còn đối mặt với nhiều dịch bệnh. Trước là trồng lúa, bây giờ cả làng người ta trồng chanh thì mình phải trồng chanh. Ruộng mình thì ở cuối đồng mà. Được thu thì vẫn được thu nhanh hơn lúa, nhưng mà về cách chăm sóc mình không chăm sóc được thì nó thối rễ và vàng lá. Chỉ tính riêng xã Phù Lưu, diện tích trồng chanh từ hơn 100 ha năm 2019 thì nay đã lên tới 300 ha. Trong đó có 45 ha là đất lúa. Còn toàn huyện Hàm Yên, sau một năm, diện tích trồng chanh đã lên đến gần 1.000 ha, tăng gần gấp đôi so với quy hoạch. Việc là tiêu thụ các cái sản phẩm cây ăn quả nói chung, đặc biệt là cây cam trên địa bàn nó cũng có ảnh hưởng. Tuy nhiên đối với cây chanh thì cái thị trường của cây chanh là nó không được rõ ràng. Và cái thị trường này nó vẫn đang là do tư thương. Nên là cái việc là đầu ra cho sản phẩm chanh là nó cũng sẽ có những cái gặp khó khăn nếu chúng ta tiếp tục mở rộng các cái diện tích cây chanh. Người dân mong muốn chuyển đổi để nâng cao thu nhập, nhưng sẽ phản tác dụng khi không có thị trường đầu ra. Rõ ràng, khi chính quyền và các cơ quan chức năng chưa đưa ra giải pháp kịp thời, thì người nông dân dễ rơi vào câu chuyện muôn thuở, nông sản ế ẩm, không thể tiêu thụ. Thưa quý vị, những năm gần đây, nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp phải chịu thiệt hại nặng nề từ hiện tượng vàng lá thối rễ và chết xanh. Thời điểm này, nhà vườn trồng quýt hồng tại khu vực này lại đang lo lắng vì quýt hồng bị rụng trái liên tục, ảnh hưởng lớn đến năng suất vụ quýt Tết 2021 này. Năm nay, do ảnh hưởng của nhiều cơn bão liên tục, mưa lớn kéo dài đúng vào thời điểm nhà vườn cần xử lý thuốc bảo vệ thực vật để ngăn ngừa bệnh ruồi đục trái và đốm trái. Điều này đã làm cho các vườn quýt hồng ở Lai Vung bị sâu bệnh tấn công, thiệt hại năng suất là rất lớn. Thì riêng về vườn tôi á, thì năm nay mà do cái bệnh đốm trái, do cái cơn bão, ba cơn bão liên tục của năm nay đó, cho nên mình xử lý không được. Rồi kéo dài tháng mấy mà mình không có cách xử lý, mưa hoài đó, cho nên nó là nó bị rụng cũng nhiều. Đối với các bệnh trên cây quýt hồng, đa số phòng là chính. Khi mắc bệnh thì khó điều trị được. Vườn quýt của anh Trần Hữu Minh Khang, xã Long Hậu cũng không ngoại lệ. Vào lúc cao điểm, vườn quýt hồng trên 1 hectare này của anh có ngày rụng vài chục kg. Tình hình chung thì các vườn lân cận ở đây thì cũng bị cái tình trạng mà vàng lá thối rễ và cái bệnh lan vàng trên trái á, thì nó cũng chỉ xịt thuốc phòng ngừa nó chặn đứng trước rồi thôi, chứ đã bị rồi mình chỉ. Đối với cái đốm ruồi thì bà con năm nay do cái yếu tố thời tiết thì xử lý trễ nên bị, và khi bị nặng rồi thì rất là khó khắc phục. Huyện Lai Vung hiện chỉ còn khoảng 400 ha quýt hồng. Nhà vườn đang hy vọng vào đề án bảo tồn 546 ha quýt hồng huyện Lai Vung giai đoạn 2020-2024 của tỉnh Đồng Tháp sớm thực hiện, tạo tiền đề để phát triển bền vững loại nông sản bản địa này.
Trong phần tiếp theo của chương trình, 4 lãnh đạo của một công ty lâm nghiệp tại Đắk Lắk bị bắt giữ vì thiếu trách nhiệm trong quản lý để mất gần 29.000 mét khối gỗ, gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Hơn 2.500 trường hợp F1, F2 của các bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, mới đây thì Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam giàn lãnh đạo 4 người của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EAK, huyện EAK vì liên tục để mất rừng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự. 4 người bị bắt gồm Nguyễn Hồng Mạnh, nguyên chủ tịch kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp EAK, Phan Văn Đức, trưởng phân trường 4, nguyên phó giám đốc công ty, Nguyễn Văn Vũ, trưởng phòng kỹ thuật quản lý bảo vệ rừng và Phạm Văn Kỳ, nguyên trưởng phân trường 3 của công ty trên. Trước đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp IAK liên tục buông lỏng, thiếu trách nhiệm quản lý để lâm tặc ngang nhiên tổ chức và đốn hạ cây rừng lấy gỗ, lấy đất sản xuất. Điển hình, ngày 18 tháng 8 năm 2019, Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt 4 đối tượng phá rừng, phát hiện 7 điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện IAK. Tổng khối lượng thu giữ gần 300 mét khối gỗ các loại, từ nhóm 2 tới nhóm 8, thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Giá trị tài sản thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tại nhiều tiểu khu do công ty này quản lý, đã để lâm tặc khai thác trên 28.000 mét khối gỗ, với tổng giá trị tài sản trên 29 tỷ đồng. Đến tháng 1 năm 2020, cơ quan công an khởi tố bị can 4 nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp IAK để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vâng, thưa quý vị, trước đó thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tận thu gỗ gãy đổ do bão, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp IAK đã ký hợp đồng với một cá nhân thu gom, khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ bị gãy đổ. Lợi dụng chủ trương này cùng với sự buông lỏng quản lý của chủ rừng, các đối tượng đã đưa máy móc vào san ủi đường, tàn phá diện tích lớn rừng phòng hộ gần trạm bảo vệ rừng. Thưa quý vị, những ngày này thì nông dân ở xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa thu đông năm 2020. Và theo bà con nông dân nơi đây thì vụ này lời lãi đạt cao nhất so với nhiều năm trở lại đây. Vụ thu đông năm nay, gia đình ông Khiết gieo cấy gần 3 hectare lúa, năng suất đạt trung bình 6,5 tấn một hectare, cao hơn so với vụ hè thu. Hiện giá lúa đang được các thương lái thu mua tại ruộng từ 6.400 tới 6.800 đồng 1 kg. Riêng giống lúa Đài Thơm 8 được bán với giá từ 7.000 tới 7.100 đồng 1 kg, tăng từ 1.000 tới 1.500 đồng 1 kg so với các mùa vụ trước. Sau khi trừ các chi phí, bà con lãi trên 20 triệu đồng 1 hectare. Hiện nay thì tính ra lợi nhuận so với đợt rồi rất là cao. Một công thì mùa rồi thì tôi tính là lời khoảng 800 thôi. Mùa này tôi lời khoảng 2 triệu rưỡi. Đó, 2 triệu rưỡi công. Bà con rất là phấn khởi cái vụ lúa mùa này. Những ngày này, thời tiết thuận lợi nên nông dân thu hoạch lúa nhanh hơn so với các vụ trước. Ngoài ra, giá thuê máy cắt cũng giảm, nguồn nhân công thu hoạch dồi dào nên chi phí cho vụ lúa này cũng giảm mạnh so với mọi năm. Thu đông này thì nói chung năng suất với cũng đỡ, rồi đồng thời là giá cả nó cũng có, để ra nông dân cũng có lợi nhuận nhiều. Trung bình thì một công vậy, công 1.000 mét vuông là khoảng 12 bao ạ. 12 bao thì trong đó mình bán ra cái giá cỡ 6.300, 6.400 thì nó cũng được là khoảng 4.500.000 đô lợi. Cấp mà đầu vụ tới giờ chưa có đạt giá cao như vậy, lúc bữa hổm là tới 6.800, 6.900 luôn. Thì mình mua theo thị trường, ta mua sao thì mình mua theo vậy. Sau nhiều năm được mùa mất giá, thiên tai thời tiết hạn mặn khắc nghiệt, người dân Tân Châu đã giảm niềm tin và sự gắn bó với cây lúa. Khá nhiều diện tích lúa đã được chuyển dần sang trồng các loại cây khác. Vụ thu đông năm nay với thu nhập cao kỷ lục, bà con thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang rất phấn khởi. Nhiều hộ dự kiến sẽ tăng diện tích gieo cấy vụ đông xuân khi giá lúa đang tiếp tục cao.